đây là rừng tràm này. Dạ, ở đây mình được gọi là tuyến đường băng à. Có hai hàng tràm giao nhau tựa như mấy nhà. Cả nhà mình có thể là chụp dài vô hình để làm kỷ niệm ha. Dạ vâng. Rừng tràm. Tràm này nó có quả không hả? Dạ. Cây này nó có quả. Có quả anh, nó quả nó nhỏ 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 đó anh. Cái bông nó giờ vô trong nó có quả nhỏ 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 đó. Dạ đúng rồi, đó đó. Nó màu đen đen nó như hột tiêu mình vậy đó. Tay nha, tay nha, để tay nha. Dạ cả nhà mình để tay vào đây cho anh nhìn đó. Đưa đi, đưa đi. Cái gì là chưa gặp nhau bao giờ. Kiểu đâu đó mình chưa gặp nhau. Cái lô sư tử lửa thôi. À, đoàn là anh dẫn đoàn bên này hỏi bên này có sư tử lửa mà không có sư tử lửa. Dạ rồi vậy mình đi tiếp không ạ? Mình chỉ được nhìn ở trên TV thôi. Hôm nay mình mới được thực tế. Đây là phim trường nha, cái khu mà được đóng cái bộ phim Đất Phương Nam. Đây là ở đây là đóng bộ phim Đất Phương Nam ấy đúng không chị? Đây là đóng ở đây ít đúng không? Ở đây khu vực này là đang sát biên giới Campuchia. Ở biên giới Campuchia. Hôm nay ngồi xe được một ngày luôn. Chỉ để đến đây ngắm mấy cái tràm. Mình có đầy béo tây. Đầy béo tây ở biển, ở nhà mình. Đi rồi, gần hết cái Việt Nam để ngắm béo tây và ngắm cái chỗ phim trường. Ừ, mấy cái gỗ và cái khu gọi là cái chỗ đóng phim. À, bây giờ mới bắt đầu, cũng không biết là tiếp theo thì còn có cái gì nữa không. Đây là con mình chưa đi. Ừ đúng rồi, mình chưa đi, mình chưa biết, bây giờ mình đi thì mình mới biết. Nhưng mà cái nước là nó thối thối nhỉ. Như kiểu ở dưới đáy này là nó toàn là rễ cây các thứ nhỉ. Nó thối ra. Mà đây thuộc lại rừng cấm chứ anh nhỉ? Dạ, đây thuộc lại rừng cấm. Đi rừng cấm thì nó mới còn nguyên sơ như này chứ. Đường vào vô khu bảo tồn á. Dạ. Em ơi, muốn quay để phát trực tiếp qua những cái rừng á. Rừng cấm nó mới còn này chứ nếu mà không ra thế rồi. Dạ đúng ạ. Mình vô là khu bảo tồn cấp quốc gia rồi anh. Ở đây á. Dạ. Rừng tràm này nó vào khoảng bao nhiêu hát à? Dạ tổng diện tích rừng của mình là 845 ha. Rừng tràm trà sư An Giang nha mọi người. Dạ em mà cái cả nhà. Bây giờ vẫn còn đang nuôi à? Em chưa. Dạ, anh ơi. Ở đây người ta em... là cái trang trại bán mặt ong luôn. Hôm nay bao nhiêu vậy? Nhưng mà do giờ này hôm nay hai mấy rồi nhỉ? Tối 27 à? 29 em mới ra. Cái trang chỗ bãi tàu của mình. 29 em mới về. Có bán mặt ong có luôn á cả nhà. Đêm 29 về đến Hà Nội thì 30 em còn có một buổi chuyển một giao. 1 lít thì nó ở dưới Hà Nội. 1 lít. Chắc là chiều tối 30 em mới về được. Cặp á, mỗi một chai á, nó là 350cc. Một cặp là 710cc. Bán họ bán là 350.000 một cặp. Dạ ngay chăng bãi tàu của mình, bến tàu của mình về đó sẽ có bán à, ngay chăng chỗ mình đi hồi nãy đó cả nhà. Dạ ở đây không mưa, thời tiết đẹp lắm bác ạ đây. Ok luôn. Dạ rồi vậy mình đi tiếp thôi cả nhà. Ok anh, em mua về cho mỗi người 1 cân đường thốt nốt nhá. Đường thốt nốt mua về để ngâm rượu ấy. Ngâm rượu hoa quả ấy, bỏ vào đấy ngon lắm. Thấy thấy mọi người quảng cáo như thế mà. Thì thường mình mua cái đường thốt nốt ngoài đấy nó không kiểu nó không nguyên chất đâu. Ừ, đường thốt nốt đấy nó mới là chuẩn. Nhưng mà trong này nó không biết là có đặc sản gì nữa thì cũng không rõ. Tại vì bây giờ em bọn em vừa mới đến mà. Bọn em vừa mới đến thôi.
không? Thế là đứng đây mình cũng đứng với chị ơi. Mình đứng mình quay. Thế chị Mùi đứng đây được anh. Em thử đứng không? Bánh pía à? À đúng rồi. Đâu thật anh pía thật. Đậu xanh sầu riêng nhá. Rất sợ mình quên. Để em quay xem là nó đẹp thế nào. Mày toàn thấy bèo tây chưa thấy đẹp đâu cả. Ra bên cả Campuchia. Bây giờ chỉ gọi là được đi xa, gọi là đi gần biên giới Campuchia thôi. Chưa nói đến là có một cái gì đặc biệt. Cây này là họ còn ở dưới nước. Chạm đây mọi người ơi. Cây chạm. Đúng trong nước này. Cái tràm này quá là khổ. Quá là nhiều. Mà đang về làm một hai thùng bánh pía Hoa Viên thấy. Nhưng mà pía, bánh pía Long Thành cái gì nhỉ? Hôm qua em đi qua một chỗ. Nhưng mà ăn nó khé lắm, nó ngọt. Ngọt ở đây rất nhiều. Nhưng mà có một loại bánh pía nó ăn vừa nó không ngọt quá thì ăn nó ngon lắm. Đúng rồi, nếu mà có cơ sở là mình đã nhà đấy nó vừa bị kia. Các dân viên du lịch thì đang ngồi mũi tàu này. Bây giờ tối mình có lên bờ không anh? Vậy là mình quay về luôn ha anh ha? Ok. Thế là trước là buôn bán rồi. Thì em cũng có được đi đâu. Em cũng thế. May sao lần này vỡ đâu được mà được đi. May vỡ chuyến này được đi chứ không vỡ được chuyến này lấy đâu mà đi. Bắc Cạn thì còn chưa biết cái Ba Hồ Ba Bể thế nào. Ui sao nó nghiêng nghiêng nhỉ vậy, kẹp thế. Ui cá kìa, ui nó vừa nhảy đấy. Cá quả hay cá gì ấy, nó tầm khoảng. Ui cái gì đấy? Ui nát hết bèo nhờ. Thế là về à? Thế là về à? Ê, đùa đừng bảo bây giờ lên bờ chỉ đi cắm mấy này nhá. Ê, như là mình được xuống đi bộ lên cái chỗ mà khu đẹp này không? Nhưng mà tí nữa đi ra cái vườn lan đẹp lắm luôn. Mẹ vườn lan em còn em chưa thấy cái vườn lan nào nó dã man như thế nhỉ. Mẹ nó thật mà nó cấy được đẹp. Xem đi mình đi nhiều giờ nhìn khung cảnh này. Đúng rồi, ở trong này là phim trường để bọn nó đóng phim mà anh. Nhưng mà cái nước nó thối đấy ạ, kiểu toàn dễ cây ấy. Nhưng mà tí nữa đi đến một chỗ có một cái khu vườn lan đẹp lắm. Ở cái vườn lan nó đẹp mà sao nó cấy được cả một cái cây lan nó to kinh khủng nhỉ. Tay nhá mà nó nở hoa nó nở đẹp đâu. Hello.
đấy, to lắm. Vườn lan đẹp lắm anh ạ. Đi em quay video gửi cho anh. Chắc là mua vé vào đây chỉ thì gọi là ăn thua nhất là cái vườn lan đấy thôi. Chả biết là bây giờ còn được, mà không biết là còn được đi đâu nữa hay không, nhưng mà vào đến cổng phát được mỗi khu vườn lan đấy là đẹp luôn. Rồi bây giờ cho mình đi thăm mấy cái chỗ này, nhà em thiếu gì cả núi. Có nó khác ở đây là nước, cây người ta trồng ở dưới nước thôi. Ha ha ha.